Mình đang đi siêu thị Lotte. Đi siêu thị Lotte để mua đồ ăn tối đó nhà ơi. Quá ơi, quá trời trái cây luôn nè. Cái này là dâu tây nè. Siêu thị Lotte thì rất là nhiều trái cây luôn. Có nhiều loại trái cây của bên Đông Nam Á mình nữa cả nhà. Chuối nè. Siêu thị Lotte ở đây rất là lớn luôn nha. Ở đây là cái khu rau cải thôi mà nó lớn vậy nè, nó rộng vậy nè. 오늘도 롯데마트 제주점을 찾아주신 고객 여러분께 감사드리며 축산품 40% 가격은 정상 가격입니다. 계산대에서 mình ăn thịt bò nướng với lại mì. Mình sẽ mua cái này là rau cần nha. Mình mới đi chợ về đó cả nhà. Mua thịt bò này, mua được 2 miếng thịt bò. Bắt đầu mình sẽ nướng thịt bò ha. Nướng thịt bò cùng với lại là cái này là nấm nè. Nấm mình đã sắc sẵn rồi. Cái này là đó, hôm nay nướng thịt bò cùng với nấm nha. Rồi ở bên đây là mình bắt lên một cái chảo để nấu mì cả nhà ơi. Nãy mình mua rau cần đó. Rồi giờ là mình bắt đầu nấu mì nha. Rau cần nè. Hôm nay ăn cái loại mì gì đây? Hôm nay là ăn cái loại mì chăm bông. Cái này là mực, mì mực chăm bông nè cả nhà, cái loại này cũng khá là ngon. Nấu mì Hàn Quốc thì mình bỏ cái gia vị với bột nêm vào trước nha. Trong này có nấm, có hành baro này kia đó. Bỏ gia vị vô xong rồi mình bỏ mì vô. Mì Hàn Quốc thì mình nấu khoảng 3 phút. Không làm gì mà bị mì nó bể hết rồi nè. Và trong lúc chờ đợi mì chín thì ông Kim ổng nấu, ổng nướng thịt nha cả nhà. Cho nấm vào nướng luôn. Thịt bò nó không có ga dầu á, cho nên là mình phải dùng cái loại, cái này là dầu, dầu chuyên để nướng nấm á cả nhà. Mình xịt dầu vô đây nha. Nướng nấm thì nó phải có chất dầu mỡ thì nó mới ngon được. Nấm nó mới mềm, nó mới béo được. Cái chảo này nhiều, rất là nhiều người hỏi mình nè. Bữa hổm giờ mình ở Việt Nam mình cũng gửi được rồi cả nhà. Cái lúc Tết thì không gửi được thôi, chứ ở Việt Nam mình cũng vẫn gửi hàng được bình thường nha. Bây giờ về Hàn Quốc rồi mình cũng gửi liên tục. Hai cái chảo mình dùng hai cái liên tục luôn, một bên nấu một bên nướng. Cái chảo này cũng như là cái chảo đa năng á. Mình có thể nướng nè, nấu, hấp hay là xào đều được hết. Nhưng mà thường thường chảo điện thì nó sẽ yếu hơn là cái chảo mình nấu ga nha. Nhưng mà mình nướng thịt thì vẫn rất là ngon. Mì nó gần chín, bắt đầu mình bỏ mực. Cái này là mực bạch tuộc. Mình ăn mì thì thích bỏ hải sản, mực hoặc là tôm hoặc là bào ngư. Đó, quá trời ngon luôn. Cái chảo này nướng cũng khá là nhanh luôn cả nhà. Wow. Ông Kim. Xin chào. Cưng quá cưng. Mực chín là mình bỏ rau cần vô. Rau cần là bỏ sau nhất là xong rồi đó cả nhà. Nấu mì Hàn Quốc đó là đơn giản, không cần phải bỏ cầu kỳ đâu. Tại nếu bỏ nhiều quá thì nó sẽ mất đi cái mùi mì ha.
xin chào các bạn. Hôm nay là ăn thịt bò dưới ăn mì. Ăn mì rồi, bắt đầu ăn thôi cả nhà ơi. Bắt đầu. Bắt đầu ăn mì trước nha. Dạ, có ăn mì với ăn thịt cùng. Ừ. À, về Hàn Quốc mấy ngày thì hôm nay nó mới ăn mì lại nè. Ôi, không để. Ok. Ừ. Ôi, thèm quá, nhìn thèm quá luôn. Thấy ngon quá. Ăn cùng mình cả nhà ơi. Ăn cùng con cá nhà nhà của chó. Con là không thích rau. Ngon quá. Ngon quá. Massage. Ngon. Ăn mì á phải có kim chi nha. Là con ăn kim chi không? Nè, kim chi cao như mỡ rồi, thơm ai sẽ sợ. Thế ăn thịt bò với ăn kim chi với ăn mì thử. Ngon dữ lắm luôn. Để ăn thử nha. Thịt tình ngon. Thịt tình ngon luôn. Dạ. Ngon. Nó ăn nấm nữa nè. Ăn nấm nữa coi thịt tình ngon không. Về Việt Nam á không ăn thịt bò cả nhà ơi. Tôi không muốn ăn ngoài. Mẹ cho kim chi mẹ. Về Việt Nam á là cá, cá tôm mực, thịt vịt, thịt gà với thịt heo. Em ơi. Cuốn gì? Để hai cái chảo này nè, nó xa nhau nè. Cho nên là ai ngồi gần cái nào thì dễ ăn nè. Còn mì muốn ăn mì, mình muốn ăn mì thì nó khó. Nè. Nó có. Làm đây nó ăn kim chi nó ăn cua cái đằng hai chim ngồi vào cho bài sáng. Mì cho anh được. Mì nó tầm lý. Ngon lắm không? Mẹ ơi. Còn cái này là không à? Cái này là kim chi mà. À, hành ba lô. Ba lô. Muối. Muối. Ngon quá ngon. Cái nấm còn thơm nữa luôn. Cái này. Nè. Cái đó dài. Không phải dài. Nè. Đó. Cái này là nướng vừa nướng quá nó mới dài. Để mẹ đi lấy cái muỗng nha. Hấp cái nước mì cái. Con là ghiền sữa Hàn Quốc. Cái Việt Nam mà sữa uống sữa không được mà nó không khoái. Nói là cái mùi vị khác nhau không chịu uống. Dưới có đường, con là không thích đường đâu. Đường là ngọt nhai quá rồi con thích. Ngọt quá là con thích đâu. Con không thích ngọt nhai. Ngọt nhai đâu, sữa Việt Nam là mẹ mua sữa không đường. Tại vì cái mùi con nó, là cái đó không thích. Nó khác, cà bi không thích thôi. Chứ không phải là có đường sữa. Có đường uống nhiều đâu tốt đâu. Hình như ăn thích mì chứ. Thích mì hơn thịt bò nè. Phải không? À.
Đúng. Nè con. Nè. Nè, bà bà, ăn chứ. Mẹ ơi, cái này kia vậy mẹ? Cái này chắc gông biển á mẹ. Gông biển nóng. Đúng không? Đúng. Cái loại mì này nó có gông biển. Vô. Vô. Kim chi. Kim chi. Chân nè. Ừ. Chân nè. Kim chi. À. Kim chi là ai đi? Tên mẹ. Tên mẹ phải không? Dạ. Mẹ tên gì? Mẹ tên Phạm Kim Chi ạ. Mà mẹ tên Trẻ Bóp. Tại mẹ biết không mẹ? Dạ. Phạm Kim Chi là tên Phạm Kim Chi đẹp vải. Trời ơi đẹp vải nữa. Mẹ biết không mẹ? Tại Kim Chi, tên Kim Chi là có mì ăn được. Dưới có ăn món nào được luôn. Ăn nào ngon nữ. Ừ. Dưới cái đó là người ta thích phải mẹ? Ừ. Là mẹ là đó, mẹ biết chưa mẹ? Ừ, có nghĩa là kim chi là ăn với mì cũng ngon, mà ăn với thịt cũng ngon. Đúng. Đúng không? Đúng. Trời đất ơi, vậy là đẹp vải đó hả? Dạ. Về Việt Nam tiếng này học nhiều tiếng Việt, nhiều câu mới nha. Đẹp vải nữa, biết đẹp vải nữa. Đẹp vải. Trời ơi, đẹp vải. Mẹ là đẹp vải. Cô chú ơi, mẹ nói là con tin Ruby phải không cô chú? Phạm Ruby mà ở đây có Ruby Hàn có. Không biết không? Tên Ruby đẹp vải. Mẹ, ông Kim tên đẹp vải. Ông Kim không nghe, lo ăn rồi mà. Đúng, ông Kim. Ừ. Đẹp vải, tên đẹp vải. Ừ. Mình bật chưa đọc rồi. Không có. Ai mà có con mà còn nhỏ cho học đang dạy tiếng Việt Nam á, có điều kiện có thời gian cho con về bển 1-2 tháng là tiếng Việt Nam nó biết rất là nhiều nữa. Dưới nói tiếng Việt Nam, Việt Nam nói tiếng Việt Nam nhiều nữa. Ừ. Nhưng mà về bển đừng có cho đem điện thoại thôi nha, đừng có cho coi điện thoại. Coi điện thoại là nó mê rồi, nó không có chịu chịu chơi đâu. Không phải, tại con xong không cho mẹ biết không mẹ? Ừ, mẹ đang nói con hả Bi? Nói gì? Không phải, nhưng mà sao không cho dưới sao con không cho mẹ biết không mẹ? Sao? Không biết mà mẹ sao nói. Mẹ đang phải nói con đâu, mẹ nói chung chung vậy đó. Tại đem nhưng điện thoại. Nhưng mà sao nói cô chúa? Ừ, mẹ nói chung chung à, mẹ đâu nói con đâu. Đem điện thoại theo là nó mê điện thoại, là nó không có chịu chơi với các bạn. Tại xong chơi các bạn là mẹ biết không mẹ? Đó. Các bạn không biết con. Dưới bạn không chơi với con. Dưới con không biết tin. Thì con chủ động con hỏi. Dưới bốn là ngon nghỉ chơi hoài. 5 ngon nhận hoài. 6 ngon ngủ quá. Nói nhìn màn hình kìa. Nè cô chú cho coi nha cô chú. 1 bạn không biết con. 2 ngon giận hoài. 3 ngon dễ chơi hoài. 4 bạn con không thích con. 5 bạn coi con là không thích. Trời ơi, mình không thích. Tại vì á, Bi là người nước ngoài, Bi có không có rành tiếng Việt không? Nói có khi không hiểu. Với lại bạn ngại cho nên là bạn không có chủ động. Tại vì mẹ thấy thường thường á,
con nít Việt Nam nó hay ngại, nó hay mắc cỡ lắm. Bi mà nắm tay lại hung nó, mà nắm tay là bạn chạy liền, bạn không chịu. Cho nên là hai cái đó nó hơi bị khác nhau. Bi phải từ từ. Bi đừng làm quá, Bi lỡ Bi nắm tay Bi ôm ra giống kiểu thôi. Mẹ ơi, cái đó là nói ngon đây mẹ. Tại ngon, hồi phút hổng còn nói là ở sông còn ngon dễ chơi, dễ chơi thử. Làm chơi, dễ chơi thử. Anh nên làm sao? Muốn làm ngon nói, muốn làm. Rồi nói nhẹ nhàng, rồi con nói ok rồi. Rồi con cãi nhau với ngon. Dẫn. Mà anh nên nói hôn nhau, ôm nhau đi, ôm nhau rồi hôn đi. Nói gì? Mà ngon nói dễ sao vậy, là người không tốt nói vậy. Rồi con nói đúng rồi. Mà anh nên nói hoài, gì đó nói hoài. Rồi ngon không thích, thế không thích rồi. Không muốn nghe, thế không muốn nghe nữa. Rồi ôm con, hôn con hoài. Rồi con nói không, không được, nói hoài vậy. Rồi con uống nước. Vậy đó hả? Dạ, đúng. Tại vì thường thường á, con nít Việt Nam mình nó hay sợ kiểu mắc cỡ. Bi thì quen rồi, Bi là nít nó gặp là nó nắm tay hay là nó ôm, kiểu ôm á, giao xả giao á, mà nít thì bên bển thì nó hay ngại. Cho nên là nó cứ tránh gì đó, thành ra Bi nghĩ là bà không thích, bà không chơi với Bi nữa. Cho nên là Bi tự ái cho nên là không chơi nữa. Con đừng có dụ dập. Gặp tại hai cái văn hóa khác nhau á, với lại Bi nó cũng dạng nữa, nó thích kiểu tình cảm mà, gặp ai cũng thích nắm tay lại gần, ôm có khi hôn luôn á. Xin chào đi. Không. Bà nha, nói chuyện là phải nói dùng kính ngữ dạ không hoặc là như thế nào đó chứ không khóc không, vậy là không được. Nha. Mẹ đang nói. Không, mẹ ví dụ. Mẹ đang nói của chú. Mẹ ví dụ, ăn không đưa đũa lên. Nói chuyện mới chỉ vậy. Như là không lịch sự. Ok, xin chào đi. Không, ba. Hôm nay mình quay đến đây thôi cả nhà, bye bye nha. Bye bye. Bye bye.